có thể du hành tới tương lai hay quay về quá khứ hay không? Câu trả lời là các nguyên lý vật lý không hạn chế, nhưng những rào cản kỹ thuật thì không thể vượt qua trong vũ trụ mà chúng ta đang sống. Cách duy nhất du hành tới tương lai là dùng hiệu ứng thời gian trôi chậm trên con tàu vũ trụ bay rất nhanh của thuyết tương đối hẹp. Nếu rời trái đất trên con tàu tăng tốc liên tục với gia tốc trọng trường, để cơ thể chịu một lực gia tốc thuận lợi đúng bằng sức hút trái đất, thì sau một năm có thể đạt gần tới tốc độ ánh sáng. Tiếp tục gia tốc, ta có thể bay nhanh xấp xỉ ánh sáng. Khi đó chuyến bay tới trung tâm ngân hà rồi quay về, khoảng cách cỡ 60.000 năm ánh sáng chỉ mất 40 năm. Trong khi đó trên trái đất, 600 thế kỷ đã trôi qua, bạn sẽ gặp tương lai nhân loại, với biết bao vật đổi sao rời nếu loài người vẫn còn tồn tại. Mặc dù không một quy luật vật lý nào ngăn cản chuyến du hành thú vị đó, nhưng những khó khăn kỹ thuật thì khó lòng vượt qua. Chẳng hạn, năng lượng cần thiết, ngay cả khi biến đổi khối lượng hoàn toàn thành năng lượng theo hệ thức E bằng MC bình phương, thì khối lượng cần thiết còn lớn hơn cả khối lượng hành tinh. Khả năng du hành ngược thời gian còn khó khăn hơn nhiều, tuy các quy luật khoa học cũng không hề hạn chế, nhưng vấn đề là phải tạo được bộ máy thời gian thích hợp. Khả năng đầu tiên do Frank Tipler, Đại học Maryland, đưa ra năm 1973, liên quan với một điểm kỳ dị trần trụi quay rất nhanh. Điểm kỳ dị này là điểm có mật độ dày đặc vô hạn, ví dụ như lỗ đen. Khi đó cấu trúc không thời gian bị trường hấp dẫn quá mạnh làm xoắn, khiến một chiều không gian được thay bằng thời gian. Con tàu vũ trụ bay thận trọng gần đó có thể may mắn gặp một quỹ đạo, mà phi hành đoàn tưởng vẫn đang xuyên qua không gian, nhưng lại là xuyên thời gian. Khi rời xa điểm kỳ dị, con tàu sẽ xuất hiện ở một thời gian khác, như thời người tiền sử đang sống trong hang chẳng hạn. Khả năng này không khó như ta tưởng, yêu cầu một hình trụ dài 100 km, rộng 10 km, chứa vật chất có mật độ dày đặc của sao neutron, khoảng 100 triệu tấn mỗi cm khối, quay 2.000 vòng mỗi giây. Trong vũ trụ, một số sao neutron xoay rất nhanh, gọi là sao sung, gần đạt tiêu chuẩn này. Loại máy thời gian thứ hai liên quan với lỗ sâu, hay còn gọi là lỗ chun, được xem là hệ đường hầm xuyên không thời gian. Theo thuyết tương đối rộng, lỗ sâu có thể nối một lỗ đen ở vùng không thời gian này với một lỗ đen hoặc lỗ trắng ở vùng không thời gian khác. Trái ngược với lỗ đen luôn hút vật chất và năng lượng, lỗ trắng là nơi phun năng lượng. Vụ nổ lớn Big Bang có thể là một lỗ trắng như vậy. Quan niệm về lỗ sâu xuất hiện trong vật lý một cách khá hài hước. Số là nhà thiên văn Casagrande, tác giả của Viễn cảnh mùa đông hạt nhân nổi tiếng, viết một cuốn sách viễn tưởng về du hành qua lỗ đen để đi từ trái đất tới sao Vega giả định. Vì muốn các lập luận khoa học chính xác tối đa, Sagan nhờ Kip Thorne, một chuyên gia về trường hấp dẫn của Viện Công nghệ California tính toán giúp. Cuối 1985, Thorne nhận thấy rằng lỗ sâu có thể được mở ra khi lỗ đen hút vào loại vật chất kỳ lạ có sức căng rất lớn, đủ để chống lại lực hấp dẫn ở lỗ đen mà không bị nghiền nát hay biến dạng. Đó là thuyết dây vũ trụ. Giả thuyết này cho rằng năng lượng tồn tại trong vũ trụ có dạng hình sợi, gọi là dây vũ trụ, loại vật chất giả thuyết dưới dạng các ống năng lượng nhỏ hơn kích thước nguyên tử, trải dài trên toàn vũ trụ. Nếu thuyết dây vũ trụ là có thật và luồn được vào lỗ sâu, nó có khả năng giữ cho lỗ sâu luôn luôn mở để đóng vai một đường hầm xuyên qua không thời gian. Đó là kết luận rất thú vị về mặt khoa học, nhưng Thorne rất sợ người khác cười nhạo và cho rằng ông bị điên khi nghiên cứu khả năng du hành xuyên thời gian. Nghiên cứu cẩn trọng và bí mật với Mike Molis và Ulvi Utsever, ông dần tự thuyết phục bản thân rằng, quả thật phương trình Einstein cho phép lỗ sâu nối các điểm thời gian với nhau, và do đó có thể đóng vai bộ máy thời gian. Đến 1988, ba người công bố kết quả trên tạp chí nổi danh Physical Review Letters. Vẫn lo sợ phản ứng không thuận lợi, ông yêu cầu lãnh đạo viện nghiên cứu giữ im lặng và kiên quyết cấm mọi người bàn luận về công trình. Kết quả ngược với lo lắng của Thorne, cả giới chuyên môn và công chúng đều rất hào hứng với khả năng du hành xuyên thời gian, dù chỉ trên lý thuyết. Nghề nghiệp của ông thăng tiến rõ rệt, hai học trò của ông được nhiều nơi mời đến làm việc. Theo gương ông, nhiều nhà vật lý công bố các kết quả nghiên cứu chuyên sâu với bạn đọc đại chúng, một việc được nhiều phía hoan nghênh, Viện Công nghệ California trở thành thánh địa của khả năng du hành xuyên thời gian. Ngay lập tức xuất hiện hàng loạt tác phẩm về du hành xuyên không thời gian, trong khi giới chuyên môn thiên về các khía cạnh khoa học và triết lý, thì giới nghiệp dư hân hoan tuyên bố, đó chính là cách nhân loại du hành hướng tới tương lai hay quay về quá khứ.